Thiền là nghĩa là Đức Thầy có nói là tùy quan cảnh á, tâm vô kỳ vật, ngoại quan hình, bất chấp kỳ hình. Đức Giáo Hoàng Nhân Tông có nói là ở đời tu đạo cứ tùy duyên, đối cứ ăn đi mệt ngủ liền. Báo ở trong lòng ta khỏi kiếm, vô tâm đối cảnh khỏi kỳ thiền. Tức là con người đi đến cái đại thiền mà họ đạt được đạo đó, thì họ không phải ngồi thiền. Cô hôm nay thì cũng là xuân hết, Tết đến, gặp ba hai lưu túc của quý vị. Cô không biết nói gì hơn, bây giờ bữa nay muốn hỏi cô ba về đề tài gì đây? Dạ, con xin hỏi cô ba là gần cuối năm á, thì cô ba ngày mấy là mình phát quà cô ba ha? Nè, dạ. Tấn Dũng, Tấn Dũng có quà không? Dạ, thì hiện giờ thì con cũng được một tấn gạo đó cô ba. Tại vì năm nay á, là cô TOR, cô nói đó, cô Trúc thì có gửi 80 triệu, cô cho 300 thì mỗi phần cô cho Tết lên nên gọi là 250 một phần mì, nước tương với bánh, cô cho bánh in, cho giúp cho con bé nhà có công ăn việc làm nên cô cho nó cái cần câu, không cho nó con cá. Nên nói Tấn Dũng năm nay ủng hộ 2-3 Tết, đặt cho Nhí một số bánh in coi. Cũng vừa rẻ mà vừa dưới ở trên nó là bánh in dầu đổ khắc khuôn, cũng bột với đường hạt nếp làm ra, tức là đem cái sự gắn chế kết thương yêu cho nó giống nhau trong từng hệ thống đạo đức và từ thiện làm lành. Thì hôm nay là cô cũng phát tại đây á, không biết có phát sinh nữa không, nhưng mà cái quà cô sắp sẵn là 2 tấn 2 gạo và mì, rồi những cái trước á là sau á là cô cho đằng khách sạn là bữa 27 là 120 phần riêng, còn cái này cô chỉ cho phần của cô Trúc và hôm gầy của Dương Cầm đó, cộng tác lại là cộng lại hết thảy là ở đây là 425 phần là số tiền. Còn thêm nữa thì hãy tính thêm, thì cô đã cho Trinh Giang Thành Chầm Chích nè, Tân Thành Mẹt Lung nè, rồi ngày mai là cô xuống Ba Bần nè, rồi bên Tân Đại Vĩnh Thành nè, rồi qua bên Trà Ôn. Thì mấy cái đi mình du hành mình không có mua gạo được, rồi sẵn cái chuyến mình phát thì mình phát mỗi cái thiệp 250 là phát cho người yêu eo đơn, và ở đó cũng có những người tai biến á, rồi khùng rồi bệnh rất là nhiều mà không có thời gian để đi. Như có nói Tấn Dũng là 3 năm nay rồi đó, ông này nằm 20 năm mà hai người, ba người như vậy đó, một cái gia đình là một người bị bệnh tai biến, hai người khùng, người vợ và đứa con, rồi thằng kia là bị nửa cái đầu rồi vợ bỏ, rồi cái bà trong kia là tự nhiên gia đạo gia đình gì đó cũng có được tu hành đạo đức lắm, rồi đùng cũng là bị tai biến. Thì ra là dưới con nhỏ con mong á nói đó là nó ở của mình ơi, mà nó bị khùng rồi đứa em gái nuôi, rồi cô mới vừa gọi tiền đạo sự cô gửi cho nó 5 triệu đó, tại vì bệnh thành ra là cái nó bị bụng bự rồi nè, rồi nội đó cũng 3, 4, 5, 6, 7 người đau, nên chuyến này là những người bệnh cô cho bằng tiền, rồi những cái cô cho thêm quà gạo mì nữa, nhưng mà cô vẫn cho tiền mỗi một cái thiệp 500. Vậy thì cô cho 4 người thì 4 thiệp, với cô đi hành hương cũng cô tính giá 4 chỗ thì cũng 4 thiệp nữa, thì gần như là 4 triệu. 4 triệu này thì cô lấy tiền đạo sự qua bên cô hay 4 thiệp, còn 4 thiệp mà cho người nghèo eo đơn bệnh là cô lấy cái tiền quà của vị gửi ở đâu ra đó. Còn tiền đạo sự thì cô đi cúng vườn cho Phật, nên cô lấy tiền của quý vị cúng vườn cô sẽ cúng vườn lại, cô không tính vào phần quà, đúng không? Rồi có gì nữa không? Bữa 23 là cô phát ở đây 220 phần, là 200 là cho phiếu, 20 là cơ nhở. Thì ở ngày giỗ của ông ngoại, ngày giỗ cô có hai, có một năm cô có 5 cái lễ cúng, nhưng có 2 cái lễ cúng lớn nhất là lễ cúng ngày mùng 2 là lễ cúng ông xã mà ông Ba Bô là tháng 11, và cái lễ cúng là ngày 23 tháng 12, nó trùng với cái ngày cúng dỗ của ông ngoại và cúng dỗ của ông thầy, mà cái ông già mà mình gặp năm 74 đó, nên mình kêu ổng là ông 13.
Đó thì mình gặp ba ông từ năm 1974 tới giờ, thì ngày ông vi tịch hồi năm rồi là cũng ngày 23 tháng 11. Thì nhớ cái ơn của ông á, là dạy bảo nhiều chuyện. Tuy là từ 2015 tới sau cô không có gặp ông nữa, nhưng từ trước là cô rất là gặp ông thường. Như vậy thì ngày ông ra đi thì cô cũng nhớ cái ơn này. Cô không có đến cái chỗ cái hội trường đạo cô cúng, nhưng mà cô không quên cái ân tình của ông đã chỉ cô những cái điều mà cần thiết. Thì cô cũng đã tạ và nói cái hành hương ngày mai á, là mình đi vừa phát quà vừa hành hương. Thì tới tứ là 20 mình mới, không nói hành trình mình đi đâu, nhưng mà tới 20 mình mới có thể là ở nhà. Thì nếu quý vị nào muốn tới viếng cô ba thì ngày 20 thì mới gặp nha. Còn 17, 18, 19 là không có ở nhà. Rồi. Dạ, cô ba mà hôm rồi á, thì con xin phép hỏi cô là con cũng lướt qua xem một cái YouTube mà cũng lạ lắm. Thì có một sư thầy á, thì nói là cô luyện bùa chú gì mà để mà thu gì mà gạt người dụ người đó là sao hả cô ba? Thì cô con xin phép hỏi cô để mà cô trình bày. Dạ rồi. Ở đời thì Phúc An Tấn Dũng thì không hỏi, nhưng sẵn có quay cô cũng nói luôn. Ở đời thì con trâu cột hay ghét con trâu ăn, và người làm không được hay ghét người làm được. Cô muốn trong động cộng đồng mạng và mọi người hãy nghe cho kỹ tư cách ăn nói sinh hoạt đạo đức và con người. Thì quyết đáng là quý vị khen hay chê là cô ba không có để ý tới, vì vị đó cũng là theo nới tuổi cũng đáng là đàn anh của cô ba rồi. Với một người anh mà tu như thế thì cô ba là rất là tôn trọng vị đó. Nhưng mà hãy nhìn kỹ trong cái tư cách đạo đức, vì vị đó nó ngồi thiền chẳng biết cái gì là thiền hết. Khi nói cô ba không biết thiền, thiền là nghĩa là đức thầy có nói là tùy quan cảnh á, tâm vô kỳ vật, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Đức Giác Hoàng Nhân Tông có nói là ở đời tu đạo cứ tùy duyên, đối cứ ăn đi mệt ngủ liền, báo ở trong lòng ta khỏi kiếm, vô tâm đối cảnh khỏi chi thiền. Tức là con người đi đến cái đại thiền mà họ đạt được đạo đó thì họ không phải ngồi thiền. Con khỉ nó ngồi lâu, hồi xưa hai vợ chồng của ông, cô kể qua một chuyện tích là hai vợ chồng của ông cấp của bá hộ á, vì ổng là ngồi đợi lấy kho vàng mà ổng lấy không được, tới ổng chai đích từ con người trở thành con dượng. Con thấy đó là sự tích thật. Như vậy thì sự ngồi mà không thâm thấu được cái sự giác ngộ thì giống như một con người ngồi giết thành con dượng. Thì cô muốn nói cái thiền là tâm ở ngoài không động cảnh, trong không động lòng, nghĩa là không có gì để cho chúng ta phải nổi sân và không có chúng để cho ta phiền não. Giống cô là thương sư huynh đó nhiều, vì sư huynh nói ngồi thiền, cô qua lý ngồi với sư huynh không gần một ấm trà 15 phút cô không dám đách đấu đâu. Nếu ngồi 3 ngày không ăn và ngồi không nhúc nhích, nếu mà có dịp sư huynh lên đây chứ thông xuống dưới, cứ đấu nhau 3 ngày không nhúc nhích, không đi tiểu, không ăn, là cô ba muốn để cho cách mà người ta thiền vô sở chấp nó đi đến cái bậc cao như vậy. Đó là nói chung là hồi xưa đức tôn sư là đức thầy, còn đạo bên ông nội là theo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, tức là đạo đức bổn sư. Ông ngoại là theo Phật giáo Hòa Hảo, ông nội thì theo Tứ Ân Hiếu Nghĩa như cô nói thường. Như vậy thì cái bên đạo của Hòa Hảo á, bên đạo của đức thầy chỉ dạy là ngoại quan kình hình bất chấp kỳ hình, nội tâm quan cảnh tâm vô kỳ vật, hay là thập tam ma diệt bằng ý chí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi, biển hồng trần lô lý dịu dơi, xô đẩy mãi trong dòng bổ trượt. Nên trong 12 con ma, nghĩa là dục ăn, dục ngủ, dục thức, dục tham, dục thích, cũng như là mừng giận, buồn vui, thương ghét muốn. Nên chúng ta muốn trừ tham phải dự liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Như vậy thì cái lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ nó hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức ấy từ bi vô lượng. Cô Lý là người bình thường nhưng mà thâm thấu một cái lời dạy trước là Đức Huỳnh Giáo Chủ đã chỉ dạy cho ông của cô và cha mẹ của cô.
cô được cái may duyên là được sự truyền thừa. Và hồi xưa giảng lại giống như bác Ba Tho nè, rồi họa sĩ Hà Khê nè, rồi là cô từ nhỏ cô đã nghe những lời chỉ dạy bên, nghĩa là các vị, thì cô rất là thâm thấu một cái sự hiểu và đạt về một cái vô vi pháp, tức là chúng ta vừa dụng tướng vừa dụng tâm. Thì cô muốn trả lời cho cái vị sư đó với cái anh, cái chú lưu túc là biết cô quản lý làm không tốt, cũng cảm ơn. Nếu nói em làm lưu túc phải có tâm, em phải nói đúng, em biết ai phải biết nhận người tốt và người xấu. Cô không phê bình em, em muốn nổi cộm kinh, hãy để cho lương tâm mình đừng cắn gứt, tối ngủ ngon giấc, đừng xăm xỉa người khác, tự nhiên quay phong thiên tứ, chúng em sẽ được có người yêu thương và chia sẻ. Còn đem người khác để muốn đào tạo cho cái kinh mình được nổi thì thưa với cộng đồng mạng là một ngày nào đó cái quả báo bất lành nó sẽ đưa đến và các em sẽ không làm được gì, vì cái phước đức của em nó là làm tổn thương người khác, là chính tổn thương mình. Nên cô chỉ nhắc vậy thôi. Còn đây là đạo của ông nội. Theo Đức Phật Thầy Tây An xưa, Ngài có để lại là 10 điều khuyến công. Cô muốn trả lời cái vị sư đó, nếu cô muốn mong người trí thức nghe, vì cái người mà người ta tu đạt đạo đó, người ta không có nói xăm xỉ như là kêu người này bằng thằng rồi mụ nội, ông nội. Nếu cái vị sư đó mà hồi xưa mà không tu, nếu ở ngoài xã hội thì thật sự là đàn anh, đàn anh của tư là của xã hội, mà cỡ năm cam chứ không có dừa. Nếu nói là cái hồi xưa nha, chứ cô không nói tới bây giờ, vì lời nói nó một là thiếu đạo đức, hai là thiếu kim nhường, ba là không tôn trọng người khác, bốn là mục sư để ngồi thiền mà không có chút gì thiền hết. Mai thì soi người này, mốt thì móc người nọ, thì chúng ta chỉ ngồi giống như ông phú chứng giả ngồi chờ đợi kho vàng chai đít mà thôi, rồi thành con dượng luôn. Đó, cô muốn nói ông phú chứng giả thôi nha, chứ cô không nói người khác, cô muốn nói về sự tích. Còn ở đây cô cũng thưa thật là cô cũng không dám nói cô tốt hoàn toàn, cô cũng không nói cho mình là người xấu, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Cô mong rằng những người trí thức và những người được có duyên coi tất cả các kinh và kiểm nghiệm lời nói, cô nghe lời thầy dạy là trước hết phải chỉ cho người ta biết cách giác ngộ tu hành. Vì chúng sanh có nhân thì sẽ có quả, quả không lẽ không có, nhưng quả chưa đúng lúc. Giống như chúng ta trồng cây cây, bị nắng không lên nhưng mưa nó sẽ lên. Chúng ta trồng cây lành nhị quả thơm tho, cô nói theo lời thầy, gieo giống tốt trái chi hưởng nấy. Nếu chúng ta trồng một cái điều lành cho người khác thì nó sẽ có mùi vị thơm tho và đạo đức. Nên cô mong rằng tất cả mọi người ở đây hay ở bất cứ chỗ nào, cô cũng muốn quý vị trồng một cây phước rất là to. Để làm gì? Để cho tất đức không bị tổn, không bị tổn thương. Thì cô nói là nói vậy để cho quý vị nhận là cô quản lý ở đây không có bao giờ luyện bùa phép hay gì hết. Người ta đau điên, người ta bệnh hoạn tới thì cô phiên người ta, tôi nói thôi bây giờ ở đâu, thằng bé đó nó ở cô na cô gì nhập, thì cô nói thôi bây giờ quý vị nhập lại, quý vợ nhớ quy y tới hội Long Hoa để mà có mặt, để mà lo tu, để đào tạo cho con cháu một cái hạnh kiểm tốt, trí tuệ. Rồi là sư nói cô đào tạo một đám bùa phép, bởi vì biết sao không, cái người nào bị ngừa, bị ghẻ ngứa thì gặp người khác cũng nghĩ là ghẻ ngứa giống như mình. Cô nhớ cô qua không bao giờ bị ghẻ ngứa nha, Tướng Dũng nên nhớ. Cô nên cô không thấy ai xấu hết, mà cô thấy mọi người đều tốt. Một cái tốt của họ khác nhau, một cái việc làm khác nhau, các cái phần vô vi, rồi các thầy tu, các sư ni, nghĩa là có điều họ có một cái điểm phiết, cũng có một điểm ưu. Cô không nên, cô không chịu nhìn điểm phiết của họ, mà hãy để họ tự kiểm và cái điểm ưu của họ để tan thưởng. Giống như cô cũng vừa nhắc qua rồi, giống như anh Chính Khô, anh Chính Trơn gì đó, cô quên rồi, nhưng mà cô quen trước anh 20 năm. Anh cũng hiểu lầm cô ba, cô cũng rút clip rồi. Đó là khi mà ông xã cô không để tên, để cái tang, ảnh cũng chửi cô xấu xả, nói cô người đường bà không phụ đạo, mà anh hiểu lầm thôi. Thì cô đã bài giải tận tường là tại sao cô không để tang. Anh thương ông xã mình, nên cô nghĩ lại là cũng là tự tha thứ và cho anh em không được vui vẻ. Vì ảnh tốt là ảnh thương chồng mình, ảnh có mạ lị mình vì ảnh cũng thương chồng mình, chứ
ngoài ra ảnh cũng không nói gì hơn, thì ảnh đã xin lỗi trên Gia Long rồi, thì mình cũng là vui vẻ và mình cũng có một cái lỗi là gì? Cái lỗi để cho anh hiểu lầm và cái lỗi để mà hòa nhã nhau. Thì muốn cộng đồng mạng và tất cả những người ủng hộ cô ba hay ủng hộ anh Chính gì cũng là vui vì giữa anh em đã hiểu nhau. Và cô đã, ảnh không chịu nghe cô chia sẻ và tâm sự, nếu ảnh chịu nghe cô thì nó đâu có cái chuyện phải không? Đó. Nhưng cái ảnh sai là ảnh quá hấp tấp, còn cô cũng sai vì cô không dằn được cái sự hấp tấp của ảnh nên cô cũng bị là cũng như là gì ta, có cực đoan không? Không, cái đó là cũng chỉ là mình cũng bức xúc thôi. Mình bức xúc chứ chưa phải cực đoan. Cực đoan là cỡ nói mà hầm hồ rồi hung dữ dữ tợn chữ ông nội ông ngoại người ta là cực đoan phải không? Như vậy là cô ba chưa có. Tại vì hôm đó thì bác Chính có đến, thì bác Chính cũng có ổng nói thì ổng cũng không để cho mình nói. Hôm đó thì có con thì ổng cũng nói quá trời nói, ổng không để cho mình giải thích. Thì cái đó là cũng đôi bên chắc cũng hiểu lầm nhau. Dạ. Như vậy là đã bắt tay cậu Hòa rồi. Anh Chính nghe cái clip này, anh nên anh em mình không có gì hết, mà tôi mong rằng một ngày nào đó cái góc độ nào cũng vậy. Nếu chúng ta, thầy nói giàu cho xa cách sở tề hiền lương đến hồi cũng kề bên nhau. Nếu anh là người hiền lương, cô qua thật sự người hiền lương, anh em mình sẽ gặp nhau vào một góc độ khác, tươi đẹp hơn, vui vẻ hơn. Chứ không như lúc này, có lúc buồn, lúc vui, nó nằm vô một góc độ méo xẹo à. Mà em muốn là một góc độ của anh em mình tròn trịa. Thì cô cũng nói lại với Phan Hải Hỏi, thì cô trả lời với ông sư đó, với cái clip của em gì đó, hãy để lương tâm mình cao một chút, xét cho kỹ một chút. Cô mong rằng em sẽ được những cái sự tốt đẹp hơn và bồi dưỡng giữa trí tuệ và con người. Cô không nói về đạo đức. Thì cô nghe lời của Đức Tây An nói 10 điều phấn tu, cô đọc lại nè. Nào, cô in rất là nhiều. Đây, cô bây giờ cô bởi nước sâu mà tại gào thưa dân đông đảo, lời truyền không xiết. Sở dĩ cái lời này là của Đức Tôn Sư. Cô hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức ấy, từ bi vô lượng. Một số cô nhận đạo sự của quý vị Việt Kiều cùng quốc nội hải ngoại. Mà cô làm bắp ăn bắp, làm đậu ăn đậu. Cô ăn 3 phần, còn 7 phần cô sẽ làm những cái việc gì cần thiết, như giống là kinh mẫu, mười điều ơn, hay là thi văn giáo lý tràng tập, hay những cái gì cô kinh củ quyền, kinh di lạc, kinh quan thánh gì đó quý vị cần thiết. Và cô cũng cho bên tượng mẫu là có đứa con nó cũng nằm chim bao, nó phát nguyện nó cho 60 tượng, thì cô cũng cho thỉnh không tùy duyên của quý vị. Còn đây là lời di huấn của Đức Tây An, cô xin đọc lại để trả lời cái câu nói của ông thiền sư. Chứ không biết ông thiền sư hay ông ngồi sư ta. Vậy thì cô đọc cái điều thứ nhất nè. Điều thứ nhất thầy phiên con nhớ, lòng chúng kiên muốn thở, còn nếu dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang dây con đó, nếu ngã lòng cũng khó tiêu tan. Việc gì ở cõi trần gian là điều quyến hoặc chớ mang trong lòng. Điều thứ hai thầy mong đệ tử, tình bạn bè phải giữ thị chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhu hiền nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô. Thấy không? Ông thầy ông nói người là bạn bè bình thường không tu mà không dùng lời thô, huống chi mình là người có đạo đức tu hành. Nên người có đạo đức tu hành mà dùng lời thô thì hãy suy nghĩ và kiểm điểm lại. Dìu dẫn nhau điểm tô công quả, phải thật tình với cả nhân tung quanh. Thiệt thòi cam chịu đã đành, vô di phẩm vị thầy dành cho con. Mình chịu thiệt thòi một chút mới có cái phẩm vị chứ. Như vậy thì thôi thì ai thắng thắng đi, cô ba qua lý đưa hai tay thua vậy đi, để được có cái phẩm vị thầy dành. Cái ghế của chúng sanh ngồi nó có sanh tử lão khổ đó, mà cái ghế của chư Phật dành là cái ghế được danh thơm muôn thở. Phật là Phật quá khứ, mình là Phật, thánh tương lai.
Điều thứ ba vẹn toàn hạnh đức thì ban buồn cơ cực tạo tầng. Đổi công mua lấy xác thân, đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lương. Dù vàng bạc đầy gương đầy tủ, cuộc trần này chưa đủ con ơi. Ác gian thì chỉ một đời, tha nghèo trong sạch thành thơi y linh hồn. Điều thứ tư pháp môn quy luật, pha hạnh tâm chai cố sức trao dồi. Cái này sửa hạnh chuồng chai là sai, hạnh tâm chai cái tâm đức nó mới đúng. Nên hạnh tâm chai cố sức trao dồi, thịt thà xương máu tình hồi. Có cây rau cái cũng rồi, bữa ăn đức từ bi lòng hằng thể hiện. Không sát sanh lòng thiện ta còn, lạc chai chi gắn ngọt ngon. Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Điều thứ năm quyết không hờn giận, ghét ganh chi cho bận lòng mình. Còn xem vàng quyển thiền kinh, hiền nhân quân tử gồng tình vô câu. Nhớ là Phúc An nghe cô dạng với Tấn Dũng, nếu mình muốn trở thành một hiền nhân quân tử mình phải rộng lượng một chút. Mình sân si rồi đố kỵ rồi xem soi người, rồi phỉ báng mạ lị người vắng mặt, như vậy mình là tiểu nhân. Còn mình tôn trọng lẫn nhau là quân tử đó. Muôn việc đến bắt đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Trân truyền chánh pháp đạo vàng, tập xong chứ nhân niết bàn không xa. Cái này lời của thầy, cô đọc trong, còn thời gian dài nên cô đọc trong mấy điều thôi. Nghĩa là rồi tới tiếp cô nói khúc, rồi cô tiếp thêm 5 điều nữa. Này cô đọc nét bằng không xa rồi. Cái này cô ngộ pháp của cô ba nha. Cái này là lời của thật Đức Tây An mười điều ân nha. Lời chân thật ngọc qua nói lại chuyện đạo vàng, thường để quy tâm. Phật xưa đắc đạo ngàn năm, bây giờ truyền dạy âm thầm tu mau. Đạo không còn chánh cao tính thấp, người hiền nhân mới gặp nhau thôi. Văn thơ Phật pháp trao dồi, Phật đâu có bảo mình ngồi phơi khô. Lòng có đạo thì nam mô sở nguyện, lòng không từ dầu chuyện thế nào. Chỉ làm ba tánh nhộn nhau, phàm tâm nói mãi ào ào ai nghe. Giống như chiếc xe chiều chạy thẳng, ngừ thánh nhân là đặng ngợi khen. Còn ngừ tay trắng tay đen, có la cho lắm có ghèn cũng không. Nên muốn ngộ tự lòng vị kỳ, lòng của ngự thánh sĩ ngày xưa. Thánh tâm Phật phải lọc lừa, ghét ưa ưa ghét là sớm chưa vĩnh lòng. Đạo phải nhớ tam không tứ lượng, thì ở trên mới thượng định thiền. Thiền là không nói nguyện thiên, thiền là không nói chuyện riêng của ngự. Thiền không khóc không cừ đâu lắm, thiền không ngồi giới cấm phạm sai. Hồi xưa nhớ Đức Như Lai, thịt ca cũng sao năm dài ngồi thôi. Nhưng xét lại cũng rồi chưa đặng, 49 ngày mới đắc đạo thông. Bây giờ chỉ gõ tâm tâm không, Phật tiên đắc đạo chữ không mới bền. Không nói có là nên gì nghĩ, có nói không là bị người ta. Đạo không tu nín hoặc la, có duyên thì nói không mà lặng im. Lời cô nói chẳng thêm không bợt, với thâm tình chia sẻ cùng nhau. Quả lành đức độ thánh cao,
nhớ ơn thầy dạy ngày nào không phai. Đó là lời của cô Hoa. Cô sẽ đọc tiếp những điều thứ sáu của Đức Tây An. Điều thứ sáu thiết tha thầy dặn, ngày hai thời lặng lặng công phu, việc chi dù quả cần cù, cùng nhân giai phục tập tu nguyện cầu. Khi gánh việc đồng sâu chờ bữa, đem sắm kinh tự của thầy ban, học cho thông thuộc đôi hàng ngâm nga trong lúc thanh nhàn băn khoăn. Thì cô cũng nhắc lại là muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ nguyên sắc lệnh khai kỳ Long Hoa. Kỳ này là hội Long Hoa được mở cửa, Long Hoa Tiên Phật Đáo Ta Bà. Các quý vị, các nhóm và các anh em ở quốc nội hải ngoại là đều được cái chuyển căn là ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa, mặc tình đời gièm gièm xỉm ước ưa gần kinh kệ ít ngừ. Thay chữ hay là cái câu là băng tâm ngũ ứng thừa nhàn, theo đời nghiên bút lẫn bàn tục tiên. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chiên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia. Cắn công kỷ niệm sớm phia, thân ti còn tục cho tâm lìa cõi mê, chí toan gieo giống bồ đề, khiến người lương thiện dắt về Tây Phan. Câu thầy dạy là giải phiên những kẻ ngổ ngang, biết câu luật tự gìn đàn tứ ân, ở trần sống trọn nghĩa nhân, sống làm tôi Phật thác thân liên đài, cầu cho mới đạo hoằng khai. Nghĩa là có người nói sao cô ba nói hoài, cô ba truyền giới kinh của Phật, cô ba truyền giới cái ngộ pháp, chứng ngộ của cô, thì mong rằng cái mối đạo, nghĩa là làm người thôi, cô ba không nói cao xa thêm, là được rộng mở và có sự yêu thương chia sẻ. Thì cái câu là điều thứ 8, lời nào thầy dạy, dù khổ lao trở ngại công trình, biết rằng con phải hy sinh, Phật tiên đâu nỡ quên mình, quên tình con sao. Đừng chấp việc núi cao, rừng thấp, rừng thẳm, hãy cho đường muôn dặm xa trong, miễn con thề giữ chuyện lòng, đường đương nhiên đắc đạo thoát dòng tử sanh. Đó, nghĩa là thầy bên đạo của ông sư á, ngồi thiền, còn bên cô theo đạo thiền là hãy xét lòng trong sạch rồi tự nhiên được chứng pháp chứng đắc. Mà sau này nếu nói về cái bên di tâm pháp và bên là thông thiên học, và tất hết là đều được ngộ trong một cái chân lý bất khảo của những người nói xàm. Cô dám nói câu nói xàm là nói chê người này trách người kia, móc người này móc người nọ là xàm. Còn người nào bất cứ cô không nói là cao thấp hay là nhỏ lớn già trẻ, mà người nào nói có tình yêu thương chia sẻ, gắn kết với nhau để cùng tu cùng tiến, thì người đó nói chánh pháp. Trong đó cô phê bình dám nói xàm xí là nói những điều là không thể, nghĩa là mình không được như người ta. Mình lên được YouTube nói bậy nói bạ, chê hết người này móc hết người kia, nói người này là tà người kia là đạo, bởi vì tâm mình không có chánh thì thấy ai cũng tà. Chớ mình tâm chánh rồi chỗ nào cũng chánh. Mình ngửi được cái mùi thơm đi chỗ nào cũng thơm. Mình đi chúng đạp một cái đống phân, dính một cái chân, mình đi chỗ nào cũng chay chát tùm lum. Nên cô mong rằng tất cả quý vị hãy để một cái thâm tình, gắn kết thương yêu, đừng bao giờ phê phán lẫn nhau. Dầu cái bạn bè mình có thấy không phải, thì khi gặp nhau tâm tình chia sẻ, chứ đừng lên YouTube nói tầm bậy sằng xiên rồi nó mất cái tình đoàn kết. Mà bên hải ngoại hay tôn giáo khác, người ta sẽ coi bên một là coi về tâm linh của chúng ta là thiếu cái đoàn kết, là một nhóm người không xứng đáng để được tôn trọng. Và cũng có những người trong tôn giáo giống như là những đàn anh, những người đạo thần tí giống như Hòa Hảo, rồi Bửu Sơn Kỳ Hương, nghĩa là Cao Đài, Thiền Lâm, và nghĩa là các hàng tăng sư ni là những người đạo cao đức cả, sẽ vì cái sự bất hảo của mình mà mất đi một cái vẻ đẹp trang nghiêm. Cái nhà nó đẹp thiệt, nhưng nó lỡ một miếng thôi, một miếng phân gà thôi là nó cũng mất cái sạch rồi. Chứ đừng nói gì cái dơ nó nhiều quá. Thì cô mong rằng chính bản thân cô cũng phải gội rửa. Nên thầy nói phiên dương trần gội rửa cho xong, đến Long Hội mới mong gặp mặt. Muốn trở về hội Long Hoa, chúng ta hãy rèn đúc tinh thần đạo đức con người trí tuệ,
chúng ta có ghét ưa hãy để lòng, chứ đừng bao giờ phô và nói những lời không đáng nói, để cho người đàn em hậu tấn nó con nít nó nghe ra cái nó cười, nó nói trời tưởng đâu cái đạo Di Tâm ông lên bà xuống, phần ông này bà nọ ra thế nào, nói ra là bên này chữ bên kia chữ bên nọ, con chán chẳng thà con đi ra xã hội còn sướng hơn. Như vậy thì uổng công thầy tổ, giống như cha mẹ mình nuôi đứa con ăn học muốn nó thành tài nhưng nó lại bất tài thì cha mẹ buồn lắm. Cô mong là như vậy, còn khen cô ba cũng được, chê cô ba cũng được, nhưng chỉ nói riêng với cô Hoa Lý mà thôi, đừng nói chạm tới tôn giáo và thầy tổ cô. Điều thứ 9, đạo lành căn bản giữ làm sao cho bạn không thù. Thấy không thầy dạy nè, từ nay con nhớ gần tu, hạ mình nhận lỗi dù mình gần không, lời nói sao hòa đồng hiệp ngoại, đừng hơn thua người phải ép lòng, không ham những chuyện mênh mông, vừa đủ no ấm đèo bồng mà chi. Nghĩa là điều chốt hết mười ghi trăm nhớ, Phật Pháp Tăng muôn thở quên, chớ quên gia đình nghĩa nặng nhiều hơn, tình thương xã hội giúp cơn thiết cần, ơn tổ tiên dành phần con cháu, đó những lời thầy bảo dạy mong, con ơi hãy khá ghi lòng, bấy nhiêu tâm quyết mấy dòng thi văn. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời mười điều phiến tu của Đức Tôn Sư đã hết. Tôi xin cảm tạ ân đức của quý vị. Và cô sẽ ngâm một cái câu thơ cuối rồi để kết lưu tấp mà Tuấn Dũng hay Phúc An muốn hỏi gì nói theo đi. Đã xong câu chuyện vừa qua, thôi thì tạm tiện thi ca cho người nơi đất khách vui cười không nghe. Chúc gì anh sức khỏe an khang, từ đây hành lý sửa sang, trở về con thảo hồng bàn Âu Cơ. 2:23 là đúng giờ khai điểm, ngài phong ngự tìm kiếm trí minh, chỉ trai một tiếng hy sinh, nghiêng mình giúp đỡ gia đình bà gia, chia hai ra có hai phần việc, người gia bình định thì biết thương yêu, mẹ cha con vợ chắc chiêu, chồng anh em chị là điều thân thương, rồi cùng với quê hương đất tổ giúp cho người đối khổ eo đơn, đi vào bốn chữ bổ sơn, có tâm hành thiện đừng hờn giận ai. Lúc trồng cây có sai có tốt, nếu cây sinh thì làm cột làm kèo, cây nào gút mắt ông eo thì làm củi đốt cho người nghèo đỡ thôi, cây trồng rồi cũng đâu đốn bỏ, mong quý người hãy có biết ra, tâm linh triệu triệu hằng hà cũng là con mẹ con cha xuống trần, thôi thì hãy tạm như thân, coi như quen biết một phần thơ trao, chúc cho sức khỏe dồi dào, người xưa trở lại chỗ nào cũng tu, trăng còn khi tỏ khi lu, mình mong cho được bữa thầy thành cù quá long, muôn gom
một số con rồng để quy về chỗ Bá Tông cẩm thiên. Thôi thì cô đợi chữ duyên, cảm ơn quý vị gửi tiền quà thân trao ngờ eo nhờ có phần những việc tôi cần quý vị gắng tu. Tối thì kinh kệ công phu, hiếu ân phải trả trơn nhu sĩ hòa. Dẫu mình bận việc trong nhà, ngồi tưởng nhớ Phật cũng là pháp tu. Gửi cho người có lòng yêu mến và từ lâu có mệnh nhớ thầy. Con từ ráo khát về đây, nhưng con đã biết được thầy với cha. Con hiền đức thì lan hoa ghi tạc nơi Kiến An cũng đạt đạo giang. Cậu về nhắc nhở sửa sang mệnh người thanh trúc mấy hàng thơ trao. Chúc xin giàu ở nơi nào, con luôn niệm Phật nêu cao sĩ đề. Chừng nào đúng lúc trở về, qua thôn hào cảnh mới kề bên nhau. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô Ngọc Hoa gửi thâm tình cho quý vị vừa gửi 300 phần quà cho tất cả người eo đơn và khổ khó. Còn bao nhiêu phần của Dương Cầm giờ trước nên thì cộng hết là 500 rồi, chưa tới 500, mới có 470 thôi. Nhưng nghĩa là 170 của 100 của Dương Cầm, 70 là của người gửi về cho cô Ba. Thì đâu đó cô Ba cũng cho Khánh Duyên giữ hết á, cô Ba chỉ giữ tiền đầu sự thôi. Thì nếu kiểm mà còn dư thì tiếp tục là ngày 19 tháng 2 á, là ngày vía Quan Âm, cô sẽ tiếp tục phát qua ngoài cái xuân mới của xuân Quý Mão. Hôm nay thì cái số tiền thì bên tài khoản để cho Khánh Duyên nó giữ mua phát, còn dư lại và những quà đủ thì cô dành lại cho ngày cúng Quan Âm. Thì cô sẽ phát, có nhiều cô phát nhiều, có ít cô phát ít, tùy theo phương tiện. Thì trước hết cô Ba cũng đa tạ cảm ơn những công đức người xa tới gần. Nếu có thêm thì cô mua thêm 100 tấn dũng, thì có 1 tấn gạo. Thì nếu có tiền thêm thì cô sẽ mua thêm 100 thùng mì để ngày 27 cô bánh mứt trà cô phát thêm cho những người xa nữa, hay ở đây những người còn thiếu sót thì cô sẽ hỗ trợ thêm. Chứ vậy thì Phúc An cô xin kết thúc YouTube và cô xin chào tất cả cộng đồng mạng và xin chúc lành cho quý vị. Dạ con cảm ơn cô Ba. Dạ con chào cô Ba.